trăm mét vuông vậy. Chúng nó ở sát trong cái dạng đá này để mà tìm chỗ trú ẩn và săn mồi, thì cũng khá là thú vị. Và chúng ta còn có một đàn tép rất là lớn nữa. Chúng nó bơi sát cái đáy cát và đó là cái cảm giác rất là thích thú khi nó bơi trong cái đàn tép. Chúng nó rất là rộng, phải vài km vuông. Thì cá cơm và tép biển ấy, hay còn gọi là ruốc biển, thì nó là hai cái loài sinh vật biển mà có thể nói là rất là quan trọng với cái đời sống cũng như là văn hóa của người miền Trung. Thì nếu như có dịp thì sẽ làm những cái chuyên đề sâu hơn về những cái loài này. Hôm nay kết thúc ngày làm việc thì cũng lấy xong rồi, tôi bơi về nhà thôi.